Hello, xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn về cây mai tứ quý của mình. Mình gọi nó là cây mai tứ quý tại vì nó nở hoa bốn mùa suốt quanh năm luôn. Đây là những cánh hoa của nó đã nở rồi. Nó khác với mai vàng. Mai vàng chỉ nở vào dịp Tết, nhưng mai này nó nở suốt 4 mùa, xuân hạ thu đông, nó đều nở hết trơn. Nó có bông của nó có 5 cánh. Nó nằm ở trong, khi mà nó nở qua đó, nó nở thành từng chùm giống như vậy để mình cho các bạn coi. Đây có một cái bông mới nên mà nó chưa có nở. Khi mà nó nở xong rồi á, cái hoa nó sẽ đổi thành màu đỏ giống như vậy nè. Khi mà trong cái màu đỏ này, khi mai mốt nó già đi, nó khô đi thì nó sẽ thành trở thành hạt. Đây là cái nhụy hoa của nó đây. Đây cũng có một cái nữa. Bên đây nó cũng có đang nở ra nữa. Cây mai này khi mà nó nở qua, nó mọc từ ngọn mọc ra. Ở đây cũng có. Mình thích trồng cây mai này tại vì nó nở bông hoài luôn. Đây cũng có một cái nó nở thành chùm nè các bạn. Mình được cây mai này là do một người dì tặng cho mình vào dịp Tết 2 năm về trước. Lúc mình mang nó về, cái thân nó nhỏ giống như cái nhánh này. Nó cao khoảng gang tay của mình thôi. Vậy mà 2 năm sau nó lớn. Nó cao được như vậy. Mà thân nó cũng còn rất là nhỏ. Đây là những cây mai con. Khi mà cái hạt nó già, nó mình hái nó xuống, mình nhét đẩy dưới này, vậy mà nó cũng mọc con, nó mọc cây lên, mọc cây con lên. Mình để mai mốt nó lớn chút xíu nữa, mình sẽ bứng nó ra, mình bỏ trong chậu. Để mai mốt mình sẽ thay cho nó một cái chậu khác lớn hơn. Cái chậu này hơi nhỏ. Đây mình có cái cây này, bữa hổm mình ương được. Nó lớn như vậy rồi. Mình cũng nhổ từ trong chậu đó mình bỏ ở bên này nè các bạn. Hôm nay nó lớn được như vậy. Chắc mình cũng phải ngắt cái đọt nó xuống thì nó mới đâm ra những cái cành khác. Cây mai này từ lúc nhỏ mình đã thay chậu cho nó đã 2 lần rồi. Tại vì mỗi lần nó lớn lên thì cái chậu nó bị chật đi, mình phải thay cho nó để nó có nhiều chỗ rộng hơn để nó phát triển. Mấy cái bông màu đỏ này nếu mà nó nở nguyên một cây trông rất là đẹp. Nhưng mà ở bên trong nó không biết các bạn có thấy nó có cái hộp ở trong này. Vì thời tiết ở đây nắng nóng cho nên mình cũng muốn nở cho nó nở đều á, thì lúc trước á gần Tết cái mình lặt mấy cái lá của nó, mình lặt mấy cái lá này xuống để cho nó nở vào dịp Tết sẽ nở đầy nguyên một cái cây trông rất là đẹp. Cái này là mình cũng không có biết trồng đâu. Mình có mấy người lớn tuổi ở đây mình quen á, cái người ta chỉ mình á.
Mình thích trồng cây mai tứ quý này tại vì nó rất là dễ trồng. Nó không giống như cây mai vàng Việt Nam. Ở nhà mình cũng có, nhưng mà nó bị sâu bệnh hoài à. Nhất là những cái lá của cây mai vàng á, nó bị trắng. Còn cây mai này rất là dễ trồng. Theo mình được biết, cây mai tứ quý này còn là cây phong thủy. Nó tượng trưng cho sự may mắn, sum họp và sum vầy mỗi khi mà dịp Tết đến. Hôm nay ở ngoài sân gió lớn, cho nên mình đứng một hồi ở đây, mấy cái nhánh cánh hoa bây giờ nó bị rụng hết trơn rồi. Gió mạnh quá nó rụng mấy cái cánh hoa hết trơn. Đây là những cái chồi non, lá non của nó. Mình xin tạm biệt quý cô chú, anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye.